Trong thập niên 80-90, Hồng Kông đầy rẫy những bóng hồng xinh đẹp, nhưng Hoa Chi Lâm vẫn được cho là đẹp nhất trong số đó. Ngoài sự nghiệp nổi bật, đệ nhất mỹ nữ còn khiến công chúng bàn tán không ngớt về quá khứ tiểu tam lẫy lừng của mình. Hoa Chi Lâm, tên thật là Quang Gia Tuệ, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1962 trong một gia đình có dòng dõi cao quý, hiền hách. Cô là hậu duệ của dòng họ Qua Nhĩ Giai Thị, một trong bát kỳ của hoàng tộc Mãn Thành. Cha cô là Quang Ải, anh đế quốc tế đình đám của Hồng Kông, còn mẹ là Trương Văn Thiến cũng là một mỹ nhân nổi tiếng một thời. Từ khi còn nhỏ, Quang Chi Lâm đã có nhan sắc hơn người, họ hàng và hàng xóm xung quanh đều gọi cô là búp bê sứ. Khi học tiểu học, Quang Chi Lâm được các bạn nam khen ngợi là tiểu công chúa xinh đẹp nhất. Lên tới trung học, cô vẫn luôn giữ vững danh hiệu hoa khôi giảng đường. Để con gái trở thành mỹ nhân, cha mẹ Quang Chi Lâm đã có một chiến lược làm đẹp cực kỳ công phu. Ngay từ khi mới học tiểu học, Quang Chi Lâm đã bắt đầu dùng kem dưỡng da, đắp mặt nạ, đến 12 tuổi thì niềng răng, 14 tuổi thì đã đi giày cao gót, đeo túi xách hàng hiệu, cuộn tóc hợp thời trang và bắt đầu hẹn hò. Để bồi dưỡng khí chất cho con gái, mẹ Quang Chi Lâm đã cho cô đi học múa ba lê, nhưng lại sợ chân cô trở nên thô thiển nên đổi thành học bơi. Mỗi lần bơi xong, ba lại không cho Quang Chi Lâm ăn gì để tránh mỡ biến thành cơ bắp và dáng người trở nên kém thon thả. Bà Trương Văn Thiến chỉ mong con gái lớn lên xinh đẹp, cư xử khéo léo, tương lai có thể kết hôn với đại gia lắm tiền, có cuộc sống giàu sang, êm ấm. Năm 18 tuổi, cha mẹ Quang Chi Lâm ly hôn, cuộc sống của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Vì gia cảnh suy sút, cô gái trẻ phải gánh trách nhiệm nuôi cả gia đình. Lúc đó, Quang Chi Lâm vẫn là cô gái có tính cách hướng nội, không ưa giới giải trí náo nhiệt, lắm thị phi. Bạn bè của người đẹp họ Quang đã đề nghị cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và nói nhan sắc của cô chắc chắn sẽ áp đảo cả rừng hoa thơm có lạ. Trong lúc còn chưa tìm được việc làm phù hợp, Quang Chi Lâm nhận được một lời mời vào giới giải trí. Khi ấy, cô mới 19 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, ngay khi mới vào nghề năm đầu tiên, Quang Chi Lâm đã phải quay 6 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim điện ảnh. Vừa mệt mỏi vừa không đam mê diễn xuất, cô đã quyết định đi đường tắt. Được đại gia giàu có Vương Quốc Tinh theo đuổi, Quang Chi Lâm đã không màng sự phản đối của cha mẹ, quyết định kết hôn với vị đại gia đáng tuổi cha khi mới 20 tuổi. Nhưng tưởng yên ấm làm bà chủ gia đình giàu có, Quang Chi Lâm không ngờ Vương Quốc Tinh lại là kẻ ăn chơi đàng điếm. Chỉ sau nửa năm, hôn nhân của cô tan vỡ, Quang Chi Lâm cũng bị người đời chỉ trích là hãm tiền khi lấy chồng hơn nhiều tuổi. Vương Quốc Tinh cũng không mang tên xưa nghĩa cũ, liên tục bêu rếu, bôi đen Quang Chi Lâm, khiến hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng. Hậu ly hôn, nhan sắc của Quang Chi Lâm cũng có sự thay đổi đáng kể. Từ nàng ngọc nữ mang vẻ đẹp ngây ngô, thuần khiết, mỹ nhân họ Quang trở nên kiều diễm, lay động lòng người hơn vạn lần. Năm 1988, Quang Chi Lâm được lọt vào top 50 người đẹp nhất thế giới do tạp chí nổi tiếng của Mỹ bình chọn. Cùng năm, Quang Chi Lâm cũng được chọn là mỹ nhân kinh điển của Hồng Kông trong một cuộc bầu chọn sắc đẹp của xứ Cảng Thơm. Với chiều cao lý tưởng 1m7, body chữ S gợi cảm, khí chất cổ điển, Quang Chi Lâm đại diện cho vẻ đẹp phương Đông mà mọi người hướng tới trong thời đại hoàng kim của Hồng Kông. Tên của cô gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như Hương Giang đệ nhất mỹ nữ, đẹp nhất toàn cảng, đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông. Ngay cả những đạo diễn, diễn viên trong giới vốn đã quen thuộc với mua kiểu sắc đẹp cũng phải dùng những lời có cánh khi nói về nhan sắc của Quang Chi Lâm. Thiên vương Lưu Đức Hoa từng thốt lên rằng Quang Chi Lâm là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Ngô Tú Bà cũng từng nhận xét rằng đôi mắt của Quang Chi Lâm quá đẹp, có cảm giác rất mê hoặc khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ sẽ đắm chìm trong ánh mắt ấy. Không chỉ vậy, Quang Chi Lâm còn lọt vào mắt xanh của các đạo diễn danh tiếng. Chưa từng học qua bất cứ khóa học biểu diễn nào, chỉ có thể học cấp tốc ở các đoàn phim, nhưng có thể nói, nhan sắc của Quang Chi Lâm chính là diễn xuất của cô. Suốt mười mấy năm, Quang Chi Lâm đã quay khoảng 50-60 bộ phim, được hợp tác với những ngôi sao hàng đầu như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lương Triệu Vĩ, Lý Liên Kiệt. Cô không có giả tâm với nghề diễn, Quang Chi Lâm ỷ lại vào sắc đẹp của mình, và cũng chính điều này khiến cô chịu nhiều lời đồn đại đáng sợ. Nữ giáo viên từng khiến cho dư luận phải xôn xao khi tỏ thái độ của mình với đàn ông. Tôi không chủ động là được rồi, sao lại ngăn được người ta làm gì với tôi? Tôi cái gì đều cũng đã thử, người đã có bạn gái, người đã kết hôn đều đã thử. Người ta nói tôi tham tiền, vì sao lại nói là tham tiền? Ai mà không cần phải ăn cơm? Bạn trai của tôi có tiền hoặc thành công, thì tôi là tham tiền hay sao? Chẳng lẽ không thể là họ tham danh tiếng của tôi hay sao? Với lối suy nghĩ sai lệch, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, Quang Chi Lâm đã lao vào các mối tình với các đại gia, nhiều lần mang danh tiểu tam phá hoại gia đình người khác và gắn liền với cái mác hồ ly tinh cướp chồng. Năm 23 tuổi, Quang Chi Lâm bị phát hiện cặp kè với đại gia Mã Thanh Vĩ. Lúc này, vị đại gia đã kết hôn với nữ diễn viên Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Trần Mỹ Kỳ. Trong lúc Trần Mỹ Kỳ mang thai, Quang Chi Lâm thường xuyên gọi điện quấy rầy, khiến cho Trần Mỹ Kỳ bị áp lực tinh thần, sinh non và thậm chí mất cả khả năng làm mẹ. Không dừng lại ở đó, mỹ nhân họ Quang còn gọi Trần Mỹ Kỳ là con gà không biết đẻ trứng khiến người đời phẫn nộ. Trần Mỹ Kỳ từng chia sẻ, điều khiến cô tổn thương nhất không phải là bị cướp chồng mà là bị sảy thai. Nhiều năm trôi qua, Trần Mỹ Kỳ vẫn chẳng thể tha thứ cho cặp đôi giang phù dâm phù kia và vô cùng căm hận Quang Chi Lâm. Thế nhưng cuộc tình của cặp đôi tài tiếng chỉ kéo dài 6 năm, người đẹp họ Quang đã bị bỏ rơi sau khi Mã Thanh Vĩ tìm được người tình mới. Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, Quang Chi Lâm cũng chia sẻ mình rất xin lỗi vì đã khiến cho người khác bị tổn thương.
Chẳng bao lâu sau khi chia tay với Mã Thanh Vĩ, năm 1992, Quang Chi Lâm lại bị phát hiện đi du lịch Singapore với Lưu Loan Hùng, tay sát gái nổi tiếng của giới thượng lưu. Có thông tin cho biết, ông đã tặng Quang Chi Lâm hai căn biệt thự cao cấp bạc tỷ. Lúc này, Lưu Loan Hùng đã có vợ là bà Bảo Vĩnh Cầm, người vợ kết tóc Thổ Hàn Vi, có công giúp đỡ ông xây dựng sự nghiệp. Ngoài ra, đại gia họ Lưu cũng đang cặp kè với hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông Lý Gia Hân. Hai người đẹp cùng vì lý do này mà đấu đá với nhau không ngớt. Vì thói trăng hoa của Lưu Loan Hùng, Quang Chi Lâm cũng sớm bị xếp xó như bao cô nhân tình khác. Năm 2001, Quang Chi Lâm hẹn hò với người mẫu trẻ Hoàng Gia Nặc. Tuy nhiên, địa vị chênh lệch quá nhiều, mối quan hệ của họ đã gặp phải nhiều lời bàn tán. Hoàng Gia Nặc cũng bị chỉ trích là ăn bám và có nhiều tin đồn tình cảm với các ngôi sao khác. Sau 3 năm, cặp đôi này đã đường ai nấy đi. Ngoài Hoàng Gia Nặc, Quang Chi Lâm còn từng có tin đồn tình cảm với Hoắc Kiến Hoa khi hợp tác trong một bộ phim. Khi đó, Hoắc Kiến Hoa mới 24 tuổi, còn Quang Chi Lâm đã 41. Tại một bữa tiệc, Quang Chi Lâm chủ động bắt chuyện với Hoắc Kiến Hoa. Tại bữa tiệc này, tình cũ Mã Thanh Vĩ cũng xuất hiện và trò chuyện vui vẻ với Quang Chi Lâm. Sau bữa tiệc, mỹ nhân họ Quang dắt tay Hoắc Kiến Hoa rời khỏi bữa tiệc và tin đồn tình cảm giữa họ cũng được lan truyền khắp các mặt báo. Đến năm 2009, tỷ phú Trần Thái Minh quen biết với đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông qua lời giới thiệu của bạn bè và nhiệt tình theo đuổi người đẹp. Mỗi tháng, vị đại gia này đều đến Hồng Kông vài lần để bí mật gặp mặt Quang Chi Lâm, thỉnh thoảng lại tặng hoa, trang sức đắt tiền và còn học cả tiếng Quảng Đông để lấy lòng người trong mộng. Yêu nhau 6 năm, cặp đôi này vẫn luôn kín tiếng, không thừa nhận tình yêu. Mãi sau này, người hâm mộ mới biết Quang Chi Lâm đã bí mật kết hôn năm 2004, sau đó ly hôn vì người thứ ba là Lưu Gia Linh. Cái danh cướp chồng đeo bám Quang Chi Lâm suốt nhiều năm về sau, từng có nhiều tin đồn cô đã chen chân vào tình cảm của Thành Long và Lâm Phùng Kiều. Quang Chi Lâm đã từng tiết lộ người khiến cô cảm thấy rung động lại là ảnh đế Lương Gia Huy. Tuy nhiên, mỹ nhân này cho biết cô sẽ không theo đuổi vì nam tài tử đã có gia đình rồi. Rời khỏi làng giải trí, thất bại trong tình yêu, Quang Chi Lâm dần chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng và sở hữu khối gia tài khủng lên tới 400 triệu nhân dân tệ, 1.366 tỷ đồng. Công việc ngày càng thuận lợi đã khiến cho người đẹp này trở thành nữ doanh nhân giàu có và là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Báo chí Hồng Kông cũng từng đưa tin, mỹ nhân 57 tuổi này đã quyết định trong những ngày tháng sau này sẽ không cố đi tìm một nửa kia nữa, mà sẽ hưởng thụ cuộc sống độc thân và gia tài bạc tỷ của cô sẽ được để lại cho em trai mình. Bên cạnh việc kinh doanh, Quang Chi Lâm vẫn luôn tận tâm tận lực với sự nghiệp từ thiện. Cô đã quyên góp thành lập trường tiểu học ở Quý Châu sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, ủng hộ phong trào công ích giúp đỡ nhi đồng, góp phần xây dựng quỹ sự nghiệp, cổ vũ sinh viên startup. Ngoài ra, dù đã ở tuổi U60, nhưng Quang Chi Lâm vẫn giữ được dáng người hoàn hảo, quyến rũ. Thế nhưng, nhan sắc lúc lên lúc xuống của mỹ nhân họ Quang vẫn khiến nhiều người hâm mộ khó hiểu. Đôi khi netizen phải hoang mang khi thấy khuôn mặt sưng vù, biến dạng của đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông khi tham dự sự kiện, khi lại phải xuýt xoa với nhan sắc như bị thời gian bỏ quên của cô trên sóng truyền hình. Đặc biệt, gần đây khi tham dự sự kiện, dù đã có dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được, Quang Chi Lâm vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút ở độ tuổi 57.